Nhiều đồ đẹp thế. Thích ơi thích. Chị ơi, gói hộ em những đồ này vào nhá. Ừ, ok. À, với cả cái áo này nữa, chị lấy cho em size S với ạ. Em đợi một chút nhé. Dạ. Thích thế, lại sắp có quần áo mới để mặc rồi. Ôi em, cửa hàng chị mới về nhiều đồ đẹp lắm, để chị dẫn em đi xem nhá. Vâng. Thôi size S này. À, em cảm ơn chị. Đồ đẹp quá. Em đây. À, chị. Có cho em cái này nhá. Em lấy cái này. Áo này tôi chọn trước mà. Người nhà quê lại vừa xấu xí. Mặc vào xấu cái áo. Tôi nói cho cô biết, tôi có nhà quê thì cũng sang cái nhân cách của cô đấy. Chị, từ giờ em không bao giờ mua đồ ở đây nữa. Sao vậy em? Cô ta hạ thấp đẳng cấp của cái cửa hàng này. Cô ta không mua được đâu. Mà cô mua thì cũng mặc đâu, anh yên tâm đi. Rõ ràng. Thẻ VIP của em đây. Thẻ bán cho em đi. Ok. Nhưng mà tôi chọn cái áo này trước cơ mà. Nhìn thấy chưa? Đây là VIP của chúng tôi, mua hàng là sẽ được ưu tiên. Đợi khi nào cô có cái thẻ này thì hãng quay lại tranh với tôi. Thì chị thanh toán cho em luôn nhé. Dạ, vâng. Ơ, anh. Em chào sếp ạ. Anh ơi. Ừ, em. Em đến đây cũng à? Muốn làm cái thẻ VIP như của chị kia kìa. Bọn họ làm em bực mình quá à. Cửa hàng của nhà mình thì cần gì phải làm thẻ à? Từ ngày mai cô này không cần phải đến làm việc nữa. Em xin lỗi anh. Thực ra thì em không biết đấy là em gái của anh. Nên là anh có thể cho em một cơ hội nữa không ạ? Cửa hàng của chúng tôi không cần một nhân viên coi thường người khác như cô. Còn cô, em gái tôi không thiếu thứ gì cả. Chẳng qua là nó không thích thể hiện thôi. Đi về, anh đưa em đi ăn cơm.